Xin chào các bác yêu thích năng lượng mặt trời. Hôm nay là 31 tháng 1 năm 2022. Hôm nay thì chính thức bên nhà em cũng đã nghỉ Tết các bác nhá. Hiện tại thì đơn vị vận chuyển Viettel thì đã không lấy hàng nữa rồi. Hôm nay bên em nghỉ Tết từ hôm nay. Và ra riêng thì mùng 6 thì bên em sẽ làm việc trở lại. Hiện tại là với những cái đơn hàng phát sinh thì bác nào ở gần thì qua lấy thôi. Còn những bác nào ở xa thì thôi hẹn các bác sang năm. Năm nay thì bên em nghỉ Tết sớm bởi vì là cái đơn vị vận chuyển họ không lấy hàng nữa. Vẫn còn bác nào ở gần các tỉnh xung quanh bên em có thể gửi ô tô được. Hoặc là bên em ship gần gần thuê xe ôm cho các bác. Đấy, hoặc các bác có thể bắt taxi tới nhá. Hiện tại thì hôm nay bên em có về một số cái mặt hàng mới giới thiệu tới mọi người. Hàng thì nó về từ chiều nhưng mà bây giờ rảnh rỗi em mới quay cho mọi người xem được. Hôm nay bên em về đó là các cái sạc cho hệ thống đưa xe lưng. Đó là sạc xe lưng 24V, xe lưng 48V và xe lưng 72V. Và đây là cái mẫu sạc bên em về này. Sạc này là sạc nhôm cả nhà nhé. Vỏ của nó bằng nhôm mà có cái quai sách như thế này. Đấy, nó có quai sách đây. Bên em có mẫu là sạc cho xe 24V, xe lưng nhé, xe lưng điện. Đấy, là 29,2V 30A này. Đấy, và cái loại xe lưng 48V, xe lưng hoặc xe điện 48V nhé, 58,4 30A này. Đấy. Và loại xe lưng hoặc xe điện 72V đó là 87,6 25A này. Sạc này là sạc tiêu chuẩn chống nước IP65 nhé. Đấy, nó sẽ có cái lỗ thoát khí giống như là máy biến tần như này. Người ta làm nó kín mít như này. Trên mặt nó sẽ có một cái quạt như thế này. Đấy, đây là loại của xe, đây là của loại pin 24V này. Đây là của loại 72V này. Còn đây là loại loại này là loại bao nhiêu nhỉ? Loại này là loại 48V. Đấy. Đấy, người ta đóng gói cho mình đây. Đấy. Tất cả những sản phẩm bên em bán ra thì đều có bảo hành các bác nhé. Riêng dòng sạc này bên em hỗ trợ bảo hành cho mọi người 1 tháng. Và các bác có thể mua gói bảo hành 6 tháng hoặc bảo hành 1 năm. Bên em bán hết. Đấy. Đây là sạc cho xe điện nhé. Thì chân nó sẽ là cái chân này này. Đấy, đấy là chân sạc cho xe điện. Loại này là loại 48V nhé, 48V 30A. Đấy, còn 72V thì 25A, còn 24V thì là 30A. Tất cả các sạc nó đều có một cái quạt đây. Khi nào nóng thì nó sẽ có quạt nó tản nhiệt nó thổi như này. Người ta thiết kế là chống nước rồi, nên là trên này người ta đổ keo này. Đấy, toàn bộ bằng nhôm, cái mặt này là bằng inox này. Cái này thì hàng nó mới sản xuất thôi. Đó là 23 tháng 1 năm 2024. Hôm nay là 31 tháng 1 cả nhà nhé. Đấy, các bác có thể nhìn thấy này. 23 tháng 1 nhé. Hàng vừa mới về lúc chiều mà. Đấy. Đây, 23 tháng 1 năm 2024 này. Đây, nguồn đầu vào là từ 110 đến 220V điện lưới. Và đầu ra là 87,6V 25A. Đấy. Cái này là DX 87,6V 25A. Hiệu suất chuyển đổi là 93%. Dòng điện đầu vào là 11A. Đấy, còn đây, đây là mẫu 24V dành cho xe điện hay xe lưng 24 này. 29,2V 30A. Hiệu suất chuyển đổi 93%. Trên 93%. Đấy. Dòng điện các thứ đây. Đó là về cái sản phẩm mới của bên em, đó là sạc dành cho xe điện hoặc xe lưng. Các rắc của nó đều là rắc này cả nhà nhé. Đây, rắc đây. Nó chỉ có một rắc thôi. Dây đây. Đấy. Rắc người ta sử dụng là rắc AVG rồi. Nên nó rất là mềm. Đấy, rắc này bên em cũng bán này. Đấy, rắc này gọi là rắc 50A. Đó là về hệ thống sạc. Bên em hôm nay cũng về BMS của xe lưng luôn. BMS của xe lưng là loại 500 trên 1000A nhé. Tức là công suất của nó là 500A. Đây là bộ bên em đang chuẩn bị hoàn thiện này. Đây là khối của nó nhé. Khi nào hoàn thiện xong em sẽ có một cái video giới thiệu riêng về cái BMS của cái xe lưng này. Đấy, cái này là chuyên dụng cho xe lưng hoặc là xe điện chở người. Ví dụ xe chở 11 người hoặc xe chở rác, những cái xe chở tải nặng ấy, thì sẽ sử dụng cái BMS 500A này của hãng Zika nhé. Đây là BMS của hãng Zika này. Dòng này thì nó sẽ có chân sạc và chân xả riêng nhé. Đấy. Đây, BMS đây, các bác có thể nhìn thấy này. Đây là cái cầu đo dòng của nó là 500A này. Đây.
Mạch BMS này có mã là JKB2A25SRP. Tức là sử dụng được cho hệ xe lưng 24V, 48V và 72V. Số cell sử dụng là từ 8 tới 25 cell. Dòng xả liên tục là 500A và dòng xả tức thời là 1000A. Đấy là chấp tất cả các loại xe lưng trên đời. Xe lưng 1 tấn, xe lưng 2 tấn rưỡi, xe lưng 3 tấn chơi hết các bác nhé. Không có ngại gì cả. Đấy, xe lưng 3 tấn vẫn chạy bình thường. Đây là cái bộ nó của nó nhé. Sau khi mà bên em gia công làm sẵn xong ấy, thì em sẽ giới thiệu mọi người ở cái video sau. Ở đây thì đằng này chúng ta sẽ có này, có hai tổ pin vào. Tức ví dụ đấu là 540A, 560A thì hai tổ pin vào. Đây là chân sạc, đây là chân xả. Còn đây là chân âm, là chân trung rồi. Đấy. Chân này là chân sạc này. Với dòng xe lưng thì là khi nó sạc ấy, cái BMS của xe lưng là khi mà mình sạc điện cho cái bộ pin thì là nó sẽ ngắt hệ thống điện của toàn bộ xe. Đấy, khi nào mà rút sạc ra rồi thì nó sẽ tự đóng lại hệ thống điện của xe lưng lại. Đấy là cái BMS xe lưng chuyên dụng nó như vậy. Cái dây tín hiệu của nó có rất nhiều nhá. Đây các bác có thể nhìn thấy này. Người ta làm rất là nhiều dây. Đây. Ở đây chúng ta sẽ có dây này là press chạc này. Dây K cộng CD này, dây vin này. Dây hết là dây sưởi dành cho các thị trường châu Âu này. R12CD này. Đấy, có cả dây RS485 và dây can, dây ACC là dây bật chìa khóa này. Đấy, dây bật chìa khóa này, dây RS485 này. Đấy, có rất là nhiều dây dây sưởi đây. Dây tiếp địa này. Dây sensor này, đấy, rất nhiều các cái cảm biến khác nhau vào đây. Cái này thì là cầu đồng, này là do bên em cắt CNC nhá. Đấy, cầu đồng là do bên em cắt CNC này. Đấy, các cái đây, đây là nó chưa hoàn thiện. Khi nào hoàn thiện em sẽ giới thiệu với mọi người về cái phiên bản này sau. Đó là về cái đây. Hôm nay bên em cũng về BMS của xe điện nhá. Xe điện với những cái xe điện động cơ nhỏ, động cơ 1500W, động cơ 2000W thì sử dụng cái mạch là 200A trên 350. Sử dụng từ 24 tới từ 8 tới 24S, tức là sử dụng cho hệ 24V, 48V và 72V 60 72 này. Cái mạch này có dòng cân bằng chủ động là 2A nhé. Đây nó đây, nó là cái mạch đen đen như này này. Cái mạch này có dòng là 200 trên 350A. Cái này sử dụng cho các cái xe điện chở người, ví dụ như có cái xe của sân golf ấy, xe của khu du lịch hoặc xe của bệnh viện ấy, là người ta sử dụng cái mạch BMS này. Thế còn những cái xe tải cao như xe lưng hoặc là xe chở rác hoặc là xe chở vật liệu ấy, thì người ta sẽ sử dụng cái loại BMS bên này là 500A. BMS này nó chỉ có 200A thôi. Đây là dây của nó này. Đấy. Đây là dây công tắc nhá. Công tắc này một bó này 50 cái này. Hôm nay bên em cũng về màn hình nhá. Màn hình này chủ yếu là lắp cho xe lưng và xe điện này. Nó bình thường mọi người ít mua. Đây, màn hình đây. Màn hình có hai loại là màn hình cảm ứng và màn hình không cảm ứng nhá. Đây là cái màn hình cảm ứng này. Đấy, gói của nó đây. Đấy, màn hình cảm ứng đây. Đấy. Còn bên này là màn hình này là màn hình không cảm ứng, màn hình này dành cho xe điện, các nào bác nào đóng xe điện này. Màn hình này nó sẽ có hai con ốc bắt vào cái tay của xe điện ấy. Nó sẽ hiển thị thông số các thứ ở trên đây, phần trăm các thứ. Dây của nó dài khoảng 3 mét nhá. Đấy, để lối xuống cái bộ pin ở dưới này. Mình sẽ luồn vào máy và lối vào bộ pin này, rắc cắm này. Đây là cái màn hình. Cái màn hình này thì nó rẻ tiền thôi. Đấy, màn hình đây. Mỗi loại em về có chục cái thôi mà. Hai loại, mỗi loại 10 cái. BMS 200A 272V này cũng về được chục cái này. 10 hay 15 cái gì đấy. Đại loại như vậy. Này, hôm nay bên em lại tiếp tục về cái bộ cân bằng 5.5A nhá. 5.5A là về một thùng được 50 cái thôi. Tết rồi không gọi được hàng, không gọi một tạm một thùng 50 cái này. Để thực ra bên em nghỉ Tết rồi ra riêng bán cho các bác thôi, chứ giờ này thì bác nào đến lấy thì qua lấy thôi nhá. Đấy, đây là phiên bản mới nhất nhá. Phiên bản này nhập vào nó đắt hơn một chút nhưng mà chất lượng nó ổn định. Đây, nó có cái chữ Eniki này kìa. Một thùng này 50 cái cả nhà nhá. Đấy. Bác nào nhu cầu cái này hiện tại em đang bán là 850, giá bán là 850 nhé. Bên em có mạch 4S, mạch 8S và mạch này là mạch 16S.
đây, nó đây. Đấy. Đấy, phiên bản mới nhất sản xuất của 2024 đấy, vừa mới về chiều nay xong. Một thùng 50 cái. Đó là cái mạch cân bằng chủ động 5.5A. Và hiện tại thì pin lithium thì bên em vẫn còn sell Higer và sell Batek nhá. Sell Batek có giá bán là 1.3 triệu và sell Higer có bán giá bán là 1.4 triệu. Sell bên em chủ yếu là đóng bách như thế kia. Đấy. Nên là đóng bách thì bao giờ nó cũng có bảo hành với các thứ. Nên là sell bên em bán là sell nó phải là sell chuẩn. Đấy, nhất rất nhiều bác mua các cái sell rẻ có 1.150.000, sell 990.000, sell 900.000. Sell Higer. Đấy, hoặc là sell Batek ở trên Facebook, nhưng về dùng một thời gian là toàn chết sell. Chết sell thì bên em vẫn bán một sell cho các bác nhá. Nếu em bán, các bác mua 4 sell, 8 sell, 16 sell, bên em bán là 1.3 triệu. Còn bác nào mua một sell về để thay cho cái sell lỗi ấy, thì bên em sẽ bán là 1.4 triệu, sẽ cộng thêm 100.000. Đấy, rất nhiều bác hỏi mua bên em. Các đơn vị khác không bán lẻ một viên, nhưng mà khẳng định các bác bên em bán lẻ một viên. Một viên em cũng bán, nhưng mà giá bán một viên là phải thêm 100.000 so với giá bán 4 viên. Ví dụ em đang bán đồng giá là cái sell Batek này là 1.3 triệu. Nếu khi các bác mua một viên thì giá của nó sẽ là 1.4 triệu, nó sẽ được cộng thêm 100.000. Đấy. Rất nhiều bác mua ở trên Facebook rồi. Đấy. Người ta chào mời rất là rẻ, thế nhưng mà chất lượng chưa được kiểm định và không có bảo hành. Nên là về là cứ chết sell thì lại gặp em để mua. Đấy. Vì người ta họ bán theo kiểu là họ bán theo bộ, đấy, một thùng 4 viên, hoặc bán 16 viên, bán 8 viên, chứ họ không bán một viên. Vì một viên thì còn những viên còn lại không bán cho ai. Còn bên nhà em là chuyên sửa chữa lắp bách, nên là hàng trong kho có tồn để phục vụ cho việc bảo hành là bên em có. Nên là một viên em cũng bán cho các bác. Đây, bách bên em kia. Ở máy cấp nguồn hôm nay bên em về máy cấp nguồn nhé. Máy cấp nguồn này là 120V này, 120V bao nhiêu nhỉ? 120V 30A. Đấy, hôm nay bên em về máy cấp nguồn đây. Máy cấp nguồn để lạp cho cái bộ pin, các thứ để sử dụng. Hôm nay bên em cũng về máy cân xeo nhé. Máy cân xeo để bán lúc chiều rồi còn có mỗi con thôi. Cái máy cân xeo 20A thì chưa về, con này là 12A này. Đấy, bản mới nhất của 2024, sản xuất 2024 luôn. Quay cho bác xem. Máy cân xeo, máy cân xeo pin. Cái này dành cho các bác hay đóng pin thì mua thôi, chứ còn bình thường chúng ta cũng chả mua làm gì cả. Vì cái máy nó tới 15 triệu mà, chứ nó không phải là rẻ đâu. Ai làm nghề thì mới mua thôi. Đây là bộ phụ kiện của nó này. Phụ kiện của nó thì có dây tín hiệu này, cục nguồn này, các cái dây kết nối sạc xả này. Đây là cái máy cân xeo của chúng ta. Máy này thì làm nghề mới mua thôi, còn các bác nào không làm nghề thì mua cũng không giải quyết được gì cả, vì giá của nó đắt bằng lửa bộ pin. Đây. Máy này thì màn hình cảm ứng có kết nối Bluetooth với điện thoại nhé. Đấy, mẫu này là mẫu của 2024, sản xuất 2024 này. Dòng sạc xả tối đa là 40A là cái cổng ra này. Đây là cực dương, còn đây là cực âm, còn đây là nguồn cấp, đây là 24 cell 24 giây. Đây là công tắc tắt bật này. Đấy, cái này em cũng có một cái video rồi. Con này là support cho 3 loại pin này, LCM, LFB và LM này. Đó, support là tự cân được từ 2 cell tới 24 cell này. Điện đầu vào là 12V này, màn hình cảm ứng này. Dòng cân bằng từ 1 đến 10A này. Model là XHWK24S10FDM. Đấy. Ngày sản xuất là 22 tháng 1 năm 2024. Đấy, đây là mẫu của 2024 nhé. Hiện tại thì có ngày mai, bên em mới về cái máy 20A cơ. Cái máy 20A nó to, nó cao gần gấp đôi cái máy này luôn. Lúc nào nó về thì em sẽ quay cho các bác xem. Đấy. Đấy, hiện tại là một số cái mặt hàng mới hôm nay bên em mới về để giới thiệu tới mọi người. Các bác có nhu cầu đặt hàng thì liên hệ số điện thoại là 0987006938. Cảm ơn mọi người đã quan tâm và theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bác ở các video tiếp theo.